Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đã đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 9 tháng 7, các lực lượng Nga phá hủy 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và hại nhiều chuyên gia nước ngoài bảo trì các hệ thống này. Theo Bộ Quốc phòng Nga, nhóm tác chiến phía Bắc của Nga gây thương vong cho 4 lữ đoàn của quân đội Ukraine trong khu vực họ chịu trách nhiệm trong ngày qua, gồm Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 57, Lữ đoàn Tấn công số 92, Lữ đoàn Tấn công trên không số 82 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 13. Các cuộc giao tranh xảy ra ở các thành phố Volchansk, Staritsa và Lipsi ở tỉnh Kharkov. Nhóm tác chiến phía tây của Nga gây ra thương vong cho quân Ukraine trong khu vực nhóm chịu trách nhiệm, chủ yếu ở các tỉnh Donetsk và Lugansk. Các nhóm tác chiến khác của Nga cũng gây thương vong lớn cho phía Ukraine, phía Nga cũng gây tổn thất nặng nề cho Ukraine về khí tài hạng nặng, chẳng hạn như phá hủy hàng loạt hệ thống pháo do Mỹ, Anh, Ba Lan viện trợ, tấn công các kho đạn dược dã chiến, oanh tạc các trạm tác chiến điện tử, vân vân. Trước đó, quân đội Nga được cho là đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm phá hủy sân bay và tổ hợp phòng không của không quân Ukraine. Chiến lược này đã trở thành yếu tố then chốt trong cuộc xung đột hiện tại, với mục đích làm suy yếu khả năng và hiệu quả chiến đấu của lực lượng Ukraine trong các hoạt động phòng không. Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố gần đây cho biết, tổ hợp tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa Patriot cùng một trạm radar của Ukraine ở làng Yuznoy thuộc vùng Odessa. Được biết trước đó, bộ này cũng đã công bố video phá hủy tổ hợp S-300 của Ukraine gần căn cứ không quân Mirgorod bằng tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander. Ngoài hai bệ phóng, Ukraine còn mất máy dò tầm thấp, radar chiếu sáng và dẫn đường xe điều khiển chiến đấu và một số phương tiện khác. Hệ thống Patriot được truyền thông phương Tây ca ngợi đạt hiệu quả chiến đấu cao trong các cuộc đánh chặn tên lửa Nga. Tháng trước có thông tin cho biết Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán về việc cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống phòng không này. Ukraine đang trở thành một bên quan trọng tham gia dự án tiêm kích Kaan với tư cách nhà cung cấp động cơ và có thể tiến tới sở hữu số lượng đáng kể chiến đấu cơ này. Cụ thể, tiêm kích Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ, sản phẩm của tập đoàn TAI đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 2 năm nay và sẽ sớm bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình GDH TV, Giám đốc điều hành Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ TAI, ông Mehmet Demiroglu đã nói về bản kế hoạch thực sự đầy tham vọng đối với máy bay chiến đấu Kaan. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, chiếc tiêm kích này được xếp vào loại thế hệ thứ 5, theo dự báo của ông Demiroglu, các đơn đặt hàng cho dòng máy bay chiến đấu này sẽ đạt tới con số hàng trăm chiếc. Cụ thể, Demiro Klu nói rằng, theo dữ liệu sơ bộ, hơn 100 tiêm kích Kaan đã được lên kế hoạch chế tạo cho không quân Thổ Nhĩ Kỳ. Bên cạnh đó, tập đoàn TAI cũng đang trông cậy vào các đơn đặt hàng nước ngoài. Giám đốc điều hành TAI lưu ý, ngoài ra chúng tôi đặt mục tiêu cung cấp ít nhất số lượng tương tự, nếu không muốn nói là nhiều hơn cho các quốc gia đồng minh và thân thiện của Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng 150 chiếc. Đáng chú ý hơn là vào tháng 2 năm nay, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vasin Botna đã tuyên bố rằng Kiev sẽ không chỉ tham gia dự án mà còn sử dụng chiếc tiêm kích này. Theo ông Botna, các kỹ sư Ukraine đang làm việc tích cực cho sự thành công của dự án Kaan khi nghiên cứu chế tạo động cơ thế hệ mới. Điều này khiến Kiev trở thành khách hàng tiềm năng nhất. Trong khi những quốc gia khác mới thể hiện sự quan tâm thì thực sự Ukraine đã tiến rất sâu vào dự án trên. Chính vì vậy sẽ không ngạc nhiên khi họ trở thành khách hàng nước ngoài thứ nhất. Trong trường hợp không quân Ukraine đặt mua tiêm kích Ka-an, đơn hàng có thể lên tới 20 chiếc. Thời gian bàn giao sẽ vào khoảng năm 2028 cho tới năm 2030 nếu mọi việc tiến triển thuận lợi. Trong diễn biến liên quan, vào đầu tháng 7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể giúp chấm dứt xung đột Nga-Ukraine nói chuyện với tổng thống nga vladimir putin bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải sco ở kazakhstan tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan cho hay ông tin rằng một nền hòa bình công bằng phù hợp với cả hai bên là có thể trở thành hiện thực theo reuters dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ tuy nhiên phát ngôn viên điện kremlin dmitry peskov loại trừ bất kỳ vai trò trung gian nào của nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ ông peskov nói không điều đó là không thể khi nhận được câu hỏi ông Erdogan có thể đảm nhận vai trò như vậy hay không. Hãng tin này không giải thích lý do tại sao Điện Kremlin phản đối sự tham gia của ông Erdogan. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yunus Bekjevkurov tiết lộ các binh sĩ Nga đã được huấn luyện cách tấn công điểm yếu của xe tăng Abrams. Ông Jevkurov cho biết trên kênh Solo VF Live TV rằng mọi người đừng nghĩ xe tăng Abrams và Leopard rất đặc biệt rằng chúng không bốc cháy vì được làm từ một số kim loại đặc biệt. Nhưng điều đó không đúng. Chúng tôi đã treo tại các trung tâm huấn luyện hướng dẫn về điểm yếu của xe tăng. Chúng tôi cũng lưu ý với các binh sĩ về khoảng cách phù hợp nhất để tấn công xe tăng cũng như vũ khí tấn công hiệu quả nhất. Ông nói thêm rằng các bãi mìn đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại xe tăng của đối phương. Ở chiều đối diện, binh sĩ Ukraine tiết lộ một loạt điểm yếu của xe tăng M1 Abrams do Mỹ viện trợ làm dấy lên nghi vấn về tính hữu dụng của loại khí tài này trước tình hình biến đổi liên tục của chiến tuyến. Hồi tháng 1 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố gói viện trợ 31 xe tăng M1 Abrams là bằng chứng cho cam kết lâu dài và không ngừng nghỉ của Mỹ đối với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh đây là loại xe tăng mạnh nhất trên thế giới. Nhưng trên thực địa, Abrams dường như dễ bị đánh bại trước một loạt vũ khí của Nga. Theo CNN đưa tin, hồi tháng 5, đội lính tăng Ukraine từng được huấn luyện ở Đức, cho biết xe tăng chủ lực Abrams trị giá 10 triệu đô la Mỹ mà Mỹ cung cấp, thiếu áo giáp có thể ngăn chặn vũ khí hiện đại. Một quân nhân biệt hiệu là Joker cho biết điều này đặc biệt nghiêm trọng vì xe tăng là mục tiêu số một khi chúng xuất hiện trên tiền tuyến. Binh sĩ có biệt danh Dnipro nhấn mạnh, không có lớp phòng thủ, binh sĩ lái tăng không thể sống sót trên chiến trường. Bên cạnh đó, binh sĩ Ukraine còn cho biết những chiếc xe này có một số vấn đề kỹ thuật bao gồm cả khả năng dễ bị hỏng của các linh kiện điện tử do ngưng tụ hơi nước không thể phủ nhận vai trò quan trọng của xe tăng chiến đấu chủ lực trong chiến tranh hiện đại cuộc xung đột đang diễn ra giữa nga và ukraine đã chứng minh rằng không thể tiến hành các hoạt động tấn công quy mô lớn mà thiếu sự hỗ trợ của những chiếc xe tăng tuy nhiên do một số yếu tố chủ quan và khách quan đã gây ra sự khó khăn trong việc sử dụng xe tăng abrams trên tiền tuyến ukraine một số nguồn tin phương Tây đã chỉ trích giới lãnh đạo Ukraine vì lập kế hoạch tác chiến kém. Tuy nhiên, thực tế là lực lượng vũ trang Ukraine đang gặp bất lợi nghiêm trọng trước quân đội Nga được trang bị tốt và có tuyến phòng thủ kiên cố. Hiệu quả của xe tăng Abrams cũng bị cản trở đáng kể do thiếu sự hỗ trợ từ trên không, một yếu tố quan trọng trong chiến tranh hiện đại. Trong cuộc phỏng vấn, các kíp lái xe tăng Ukraine đã nhắc lại nhiều lần về sự khác biệt của điều kiện chiến đấu ở Ukraine so với các nước NATO xe tăng Abrams được thiết kế theo phong cách tác chiến của NATO, trong đó sức mạnh không quân và pháo binh đóng vai trò then chốt trong việc chuẩn bị chiến trường trước khi xe tăng và bộ binh tiến lên. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không thể đáp ứng các yếu tố này. Trong khuôn khổ kế hoạch quân sự, lực lượng Nga chủ động tấn công chính xác vào vũ khí khí tài và cơ sở hạ tầng Ukraine mà họ cho là đe dọa an ninh nước Nga, Bộ Quốc phòng Nga mới đây đã công bố đoạn video ghi lại cảnh mà họ mô tả là vụ tấn công khiến Ukraine mất 20 xe quân sự. Đoạn video dài 69 giây quay từ UAV cho thấy một đoàn xe chở thiết bị quân sự của Ukraine đã bị phá hủy ở khu vực Sumy. Trong đoạn video, tên lửa Iskander đã tấn công vào một khu vực nhiều cây cối gần làng Steskovka. Cú đánh đã khiến nhiều cột khói bốc lên bầu trời do đạn nổ. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy một kho đạn pháo, 20 xe quân sự được thiết kế để vận chuyển đạn dược và khiến Kiev mất nhiều binh sĩ. Iskander là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch, chiến thuật hiện đại hàng đầu được trang bị trong quân đội Nga. Được đưa vào biên chế chính thức từ năm 2006, tên lửa Iskander được đặt cho biệt danh là kẻ hủy diệt đến sau do được chế tạo dựa trên công nghệ tàng hình plasma độc đáo của quân đội Nga. Trước đó, các tên lửa đạn đạo Iskander của Nga cũng đã phá hủy hai bệ phóng thuộc hệ thống phòng không Patriot của Ukraine ở Yuzhne, vùng Odessa. Bộ Quốc phòng Nga còn đăng tải đoạn video ghi lại vụ tấn công. Ngoài các bệ phóng Patriot, tên lửa Nga cũng phá hủy một radar cảnh giới tầm xa Giraf của Ukraine. Các hệ thống phòng không này ở thời điểm diễn ra vụ tấn công được triển khai gần một bãi biển ở Yuzhne. Gần đây, quân đội Nga thường xuyên theo dõi và tập kích các hệ thống Patriot của Ukraine Hồi đầu năm, Moscow cũng tuyên bố phá hủy một số hệ thống phòng không do Mỹ chế tạo ở Ukraine, trong đó có Patriot. Patriot là hệ thống phòng không do Mỹ phát triển và biên chế từ năm 1981. Biến thể Patriot PAC-2 có thể bắn trúng mục tiêu cách hơn 96 km và bay cao hơn 32 km. Phiên bản mới nhất của Patriot là PAC-3 có khả năng tiêu diệt các mối đe dọa trên không như máy bay, UAV, tên lửa hành trình, và tên lửa đạn đạo. Đây là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu đô la Mỹ và các thành phần khác có giá 400 triệu đô la Mỹ. Giới chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, Nga đã phá hủy ít nhất 10% tổng số bệ phóng Patriot của Ukraine. Nguồn đạn cho các hệ thống phòng không Ukraine cũng đang cạn dần, khiến những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV Nga có tỷ lệ thành công cao hơn